Chào anh chị. Video hôm nay Tài xin cập nhật tình hình xây dựng mới nhất tại dự án Sài Gòn Ecolux, hay còn gọi là dự án Dadeco anh chị nhé. Thì hiện nay Tài đang đứng ở trên trục đường 29m, trục đường cổng vào của dự án Dadeco này anh chị này. Đó, trước là nó cái cổng vào đây. Đó. Con đường phía trước là con đường tỉnh lộ 8. Đó. Đây thì hiện nay là trên cái con đường 29m này đã có hai cái nhà đang bắt đầu xây dựng, là cái lô góc ở đây, lô góc họ đang làm móng, họ xây dựng đây. Thì Tài có hỏi chủ là họ nói là họ xây quán cà phê ở đây. Còn vào trong một chút xíu là cái họ xây nhà ở, xây nhà vườn. Đó, họ đang xây một cái căn nhà ở đây 7x20, nằm trên cái trục đường 29m này. Phía trước là hồ sinh thái. Đây họ đang xây nhà đây. Khi mà có hai cái căn nhà này xây dựng thì khu dự án này sẽ sôi động lên. Người dân người ta về đây người ta sinh sống và làm việc. Rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi cái video của Tài. Thì nếu mà có cái thông tin nào cập nhật về tình hình mới nhất của dự án Dadeco, dự án Sài Gòn Ecolux này, thì Tài sẽ quay cái video để cho anh chị thấy. Anh chị đường xá xa xôi không cần phải đi xuống đây để kiểm tra nữa, thì Tài sẽ cập nhật tình hình mới nhất cho anh chị nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công. Xin chào anh chị.